Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với video của Mạnh Ô Tô và em là Tùng Siêu. Và hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị và các bạn một con Hyundai i20 sản xuất vào năm 2015 và là xe số tự động. Con này là bản Active, nó là bản cao cấp của cái dòng i20 này. Và máy con xe này thì nó là máy 1.4, nó thuộc vào phân khúc là phân khúc hạng B. Mà form dáng là form dáng hatchback nha, nó giống như dòng Mazda 2 vậy, nó cũng là phân khúc hạng B. Và dòng này thì thiết kế em thấy form dáng nó khá là đẹp, cũng như là dòng này máy khỏe 1.4 và phù hợp với những anh chị và các bạn nào chúng ta đi trong thành phố, nội thành, nội thị, hoặc là chúng ta đi gia đình và với cái không gian nó không được quá là rộng rãi, dài xe như dòng xe sedan thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn con xe này. Form dáng khá đẹp, cũng như là nó là dòng phân khúc hatchback, xe ngắn nhưng mà khoang bên trong cũng khá là rộng rãi và thiết kế bên ngoài thì khá là đầy đủ và đẹp. Đèn thì cũng hoàn toàn là lên được hệ thống đèn bi LED, cũng như là bên dưới có thêm những cái giải đèn nhìn rất đẹp luôn. Và đặc biệt dòng này thì về độ bền thì em thấy dòng i20 này nó cũng là một trong những dòng xe lành xe, độ ồn cũng được giảm đáng kể và đi thì khá là đầm chắc. Trang bị thì cũng về độ an toàn trang bị rất nhiều. Và dòng này thì chắc chắn với anh chị và các bạn là không ai mang dòng này đi chạy dịch vụ taxi được. Đấy, người ta sẽ không mua những cái loại như thế này vì nó là dòng hatchback cốp đằng sau ngắn, nên những ai người ta chạy dịch vụ taxi người ta sẽ mua những dòng xe sedan để cốp đằng sau rộng rãi, có thể chở được đồ của khách. Đấy, dòng này thì trang bị ở đây là đang có khoảng 4 bóng khí thì có bóng khí ở trước vô lăng, bóng khí bên phụ và 2 bóng khí ở cột. Đây, 2 bóng khí ở cột đây. Dòng này trang bị về độ an toàn cũng khá là đầy đủ, màn hình Android cam lùi cam hành trình. Trần thì là trần nỉ. Trần con này nó lại là trần đen nhé. Trần này là trần đen. Đấy, trần nỉ bình thường nó là trần màu vàng, tuy nhiên con xe này nó là trần màu đen, nội thất màu đen. Đèn ổ start top điều hòa tự động, trang bị cũng khá là đầy đủ rồi. Con này nó đi được 7.8. Đời 2015 đi 7.8 đi cũng khá là ít thôi. Số tự động và giá thì cũng khá là hợp lý. Với thời điểm này con này đang bán với mức giá cho anh chị và các bạn nó khoảng tầm 335 triệu anh chị nhé. 335 triệu. Giá quá là hợp lý ở cái thời điểm này. Đăng kiểm rất dài đến tháng 6 2025. Đây. Máy 1.4. Dòng này nó sẽ bằng với máy của Hyundai Accent. Và trang bị độ an toàn thì nó nhiều hơn, đầy đủ hơn. Thân vỏ thì nó có lẽ là nó dày dặn hơn so với dòng kia, đi em cảm thấy độ ồn nó cũng không có nhiều. Và trang bị phanh cũng ABS đầy đủ cả 4 bánh. Máy móc là nguyên zin nguyên bản. Đấy. Xe màu đỏ, màu này rất đẹp luôn. Và em thấy là cái dòng i20 này thì một là màu đỏ như này, hai là màu trắng. Thì những cái màu như thế, màu đỏ với màu trắng thì là nhìn xe sẽ đẹp hơn. Còn một số màu khác thì nó là do nhu cầu của anh chị thôi, anh chị thích cái màu đấy. Có thể là theo phong thủy, nhưng em thấy là nếu màu để chuộng nhất thì có màu đỏ và màu trắng như thế này. Thì nếu anh chị bạn nào chúng ta có nhu cầu về dòng xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại em để dưới màn hình, hoặc đến là tại salon để xem xe, test xe. Cảm ơn chị đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những dòng clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.